Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau mục điểm tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Cách thức biệt kích Ukraine tấn công bán đảo Crimea do Nga kiểm soát Nga phá hủy trạm quan sát của Ukraine Ngày 17 tháng 10 vừa qua, đánh dấu việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Nga tăng sức ép ở Adika, Ukraine thất thoát hàng viện trợ quân đội. Ông Biden tuyên bố thành công của Ukraine, Israel có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Mỹ muốn bơm thêm cho Ukraine 61 tỷ USD. EU đã gửi bao nhiêu tiền tới Kiev? Nga áp dụng chiến thuật chưa từng triển khai để áp đảo phòng không Ukraine quân đội Ukraine đang sử dụng đa dạng nhiều phương thức để tấn công vào bán đảo Crimea. Họ cũng đã huy động cả lực lượng biệt kích để vượt biển đánh vào căn cứ Nga. Cách thức biệt kích Ukraine tấn công bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Vào tối muộn một ngày trong tháng 10, hai lính biệt kích Ukraine ngồi xe ô tô USV đã tả tơi, tiến vào một con phố nhỏ ở Kiev. Sau đó họ bước vào một căn hộ rất ít đồ đạc bên trong. Họ vừa đột kích đầy mạo hiểm vào các vị trí của Nga trên bán đảo Crimea. Họ kể lại câu chuyện tác chiến của họ với phóng viên của New York Times. Aeschon, 38 tuổi, nói cuộc lụt. Rất khó khăn, Kukha, 23 tuổi bổ sung, đây là chiến dịch khó khăn nhất của chúng tôi. Đây là hai thành viên của lực lượng biệt kích thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Askol và Kukha là các hô hiệu mà họ sử dụng nội bộ theo quy tắc bảo mật quân sự của quân đội Ukraine. Trong chiến dịch bí mật vừa qua, hai quân nhân này cùng với hơn 30 đồng đội đã vượt hơn 160 km đường biển trên vùng phía tây của Biển Đen bằng xe mô tô phản lực nước để tấn công vào các cơ sở quốc phòng của Nga trước khi rút lui. Đây là cuộc đổ bộ đường biển thứ hai kiểu này của Ukraine trong 6 tuần qua. Vào cuối tháng 7 năm 2023, các đặc vụ thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine giành quyền kiểm soát các tháp Boyko, một nhóm các giàn khoan khí đốt ở Tây Biển Đen, đồng thời phá giữa một anten theo dõi tại đó. Vào ngày 24 tháng 8, các biệt kích Ukraine thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào Crimea kể từ năm 2016. Tấn công một căn cứ Nga trên mũi đất Takankert, điểm cực tây của bán đảo. Căn cứ này là nơi đặt một anten cùng các hệ thống gây nhiễu cho liên lạc điện tử trên một khu vực rộng lớn hơn. Mang hô hiệu, Bogesi, một chỉ huy của nhóm bravo tiến hành một cuộc đột kích và nói, nhờ vào anten này, họ thấy mọi thứ trên biển. Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận mục tiêu ở cự ly rất gần rồi cho chúng nổ tung. bravo trong tiếng Ukraine có nghĩa là tình huynh đệ. Đây cũng là một chính đảng lãnh đạo bởi Dmytro Kochinsky, một cựu binh trong cuộc chiến chống Nga ở Kakat vào thập niên 1990. Đảng này được mô tả là cực hữu, mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Kitô giáo. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, các tình nguyện viên Brasvo đã được tích hợp vào hàng ngũ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Brasvo thực hiện hàng loạt cuộc tấn công đầu tiên vào Nga năm 2022 và lên bán đảo Crimea vào năm nay, 2023. Chuẩn bị cho đợt tiến công kiểu này vào Crimea, Bogesi đã mua một đội mô tô nước để vận chuyển 20 lính biệt kích tới căn cứ Nga trên mũi Takhanku. Mũi đột kích này là do một người dùng hô hiệu Maraha chỉ huy. Họ khởi hành vào lúc nhá nhem tối, sử dụng một chiếc thuyền cung ứng đi kèm. Hệ thống điện tử của họ bị vô hiệu hóa hoàn toàn do hệ thống gây nhiễu cực mạnh của Nga, nên họ phải dựa vào la bàn cầm tay để định hướng khi di chuyển. Do ngồi mô tô nước hơi bất tiện, nên có tới một nửa số thành viên nhóm này ngồi trên thuyền cung ứng trên phần lớn chặng đường. Hải quân Nga ít hoạt động ở phần phía tây của Biển Đen, vậy nên mối đe dọa lớn nhất đối với các biệt kích Ukraine là từ trên không. Nga sở hữu ưu thế trên không tại khu vực này. Tuy nhiên, kích thước nhỏ của mô tô nước giúp lính biệt kích Ukraine tránh được sự phát hiện của Nga. Nhóm này tới được bờ vào sáng sớm, đổ bộ lên một bãi phủ đầy sỏi, trang bị 4 súng máy, 5 nam quân nhân trèo lên đồi, chiếm lĩnh vị trí nhìn ra căn cứ và anten. Khi các thành viên còn lại của nhóm cũng đã lên bờ, các khẩu súng máy của Nga bảo vệ căn cứ này khai hỏa. Viên chỉ huy Muraha kể lại, các quân nhân Ukraine đã chiếm lĩnh đồi, liền nhanh chóng nhả đạn chế áp đối phương. Họ bắn vài quả đạn B-41 vào anten và căn cứ trước khi rút lui. Một số quân nhân còn cắm một lá cờ Ukraine lên một tòa nhà rồi quay video chớp nhoáng trước khi rời khỏi nơi đây. Nick Draynoy, một nhà nghiên cứu tại Viện Liên Quân Chủng Hoàng gia Luân Đôn, đánh giá cuộc tiến công trên mới chỉ dừng ở cấp chiến thuật và Ukraine vẫn chưa đủ năng lực khai thác bất cứ điểm yếu nào trong hệ thống phòng thủ của Nga tại đó. Còn chỉ huy Bogesi cho rằng trận đánh này mang ý nghĩa động viên tinh thần cho binh sĩ Ukraine và gây tác động lên tâm lý Nga về việc Crimea không còn là nơi an toàn nữa. Loạt đổ bộ nói trên nằm trong một loạt các cuộc tấn công do quân Ukraine tiến hành nhằm vào bán đảo Crimea kể từ mùa hè năm 2023. Các cuộc tấn công như vậy đã vô hiệu hóa một số hệ thống phòng không của Nga, gây hư hại cho một số xưởng sửa chữa của hải quân Nga tại Sevastopol, Nga sau đó phải đưa 10 chiến hạm từ Sevastopol ở bờ Tây Crimea tới cảng Novorossiysk nằm trên đất liền Nga. Mỹ hiện chưa rõ việc này là mối quan ngại về an ninh hay là việc luân chuyển định kỳ. Số lượng tấn công nhằm vào Crimea đang gia tăng và có thể còn tăng cao nữa khi Mỹ vừa chuyển giao cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS mới. Việc hạm đội Biển Đen rút một phần khỏi Sevastopol, căn cứ của hạm đội này trong hơn 200 năm đã giúp Ukraine hạn chế thế phong tỏa của Nga và cho phép một số tàu Ukraine di chuyển trên Biển Đen. Điều này rất đáng kể với Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine trên bộ gặp muôn vàn khó khăn do phải vượt qua bãi mìn dày đặc của Nga các lãnh đạo quân sự Ukraine đã từ lâu công bố sau ý định tái chiếm Crimea. Một số nhà quan sát cho rằng mục tiêu này bất khả thi do bán đảo Crimea đóng vai trò sống còn đối với chiến dịch quân sự của Nga ở miền nam Ukraine, cũng như đối với mục tiêu của Nga khôi phục vị thế của mình. Ukraine bắt đầu tấn công Crimea cách đây một năm bằng một cuộc tấn công lên cầu Kech nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Mùa hè năm nay, Ukraine bắt đầu tấn công Crimea bằng các tên lửa đánh sâu vào sau chiến tuyến Nga. Các tên lửa tầm xa nói trên đánh vào các cây cầu trên các tuyến đường bộ và đường sắt nối rơm với các nơi trên đất Ukraine, cũng như đánh vào các hệ thống phòng không, căn cứ quân sự và sở chỉ huy của Nga. Mục tiêu là làm rối loạn hệ thống hậu cần quân đội Nga, làm suy yếu năng lực của họ. Đây là chiến thuật mà Tổng tư lệnh Ukraine Valery Jaluni đã sử dụng trong các cuộc phản công ở các tỉnh Kharkov và Kherson. Cuối tháng 6, cầu Chonha, nằm trên một con đường bộ chính dẫn ra khỏi bán đảo Crimea đã bị làm hư hại. Ngày 17 tháng 7, cầu Kech lại bị tấn công một lần nữa. Lần này bằng xuống không người lái USV, các cuộc tấn công như thế đã tác động mạnh lên công chúng Nga. Năm 2019, số du khách Nga thăm Crimea là 9 triệu người. Đến năm 2022, số lượng này giảm xuống còn 6 triệu. Cho đến tháng 10 này của năm 2023, con số này mới khoảng 4 triệu người, theo các quan chức địa phương. Lumila Denisova, một cựu nghị sĩ Ukraine có người thân sống ở Crimea kể rằng nhiều người Nga ở đây đã bán bất động sản của mình đi, đồng thời giá cả bất động sản tại đây cũng tụt dốc. Đến giữa tháng 9, tên lửa Ukraine lại đánh vào tàu hải quân Nga ở cảng Sevastopol. Một tuần sau đó, Ukraine phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào tổng hành dinh hạm đội Biển Đen, cũng ở Sevastopol, làm bị thương nhiều sĩ quan Nga. Nga phá hủy trạm quan sát của Ukraina, giới chức Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã phá hủy thành công một trạm quan sát của Ukraina ở hữu ngạn sông Dnieper. Trong thông báo trên Telegram, thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cho biết: "Trong cuộc đột kích, các sĩ quan tình báo của chúng tôi đã phá hủy trạm quan sát của đối phương, bắn hạ nhân lực và vô hiệu hóa nhiều thiết bị thông tin liên lạc và vũ khí." Ngoài ra, các sĩ quan Nga cũng thu giữ quốc kỳ và một số lượng lớn tài liệu của các đơn vị Ukraine. Trước đó, Nga thông báo các lực lượng nước này đã bắn hạ hai nhóm trinh sát lực lượng vũ trang Ukraine và phá hủy một kho đạn ở hướng Nam Donetsk. Quân đội Nga vào ngày 23 tháng 10 cũng tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu và khiến khoảng 285 binh sĩ Ukraine bị thương trong vòng một ngày. Người phát ngôn của nhóm tác chiến phía Nam của Nga Vadim Atafiev cho biết, theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Nam được hỗ trợ bởi máy bay và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của đối phương, khiến các lữ đoàn không vận số 77, lữ đoàn xung kích số 5 và lữ đoàn tấn công miền núi số 10 của quân đội Ukraine ở các khu vực gần Donetsk bị tổn thất cả về nhân lực và khí tài quân sự. Ông Vadim Atafiev cũng cho biết thêm, lực lượng Nga đã phá hủy một xe tăng T-72 của Ukraine gần Karachno-Goroka, một xe bọc thép Kipi gần Mút cùng 4 khẩu súng cối 120mm của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Ivano, Darieka, Kalecheyeka và Karasnoi. Ngoài ra, các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không của Nga cùng hỏa lực vũ khí hạng nhẹ đã bắn hạ 3 máy bay không người lái Furia, Kantana và FPV cùng 4 tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine gần Barestovoi, Atiomos và Krasnaja Gora ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và loại tên lửa tầm xa này đã mang lại thành công ban đầu cho quân đội Kiev. Lần tấn công này không chỉ gây thiệt hại cho các phương tiện của Nga mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của không quân, buộc Moscow phải nhanh chóng rút các căn cứ và trung tâm hậu cần của mình ra khỏi khu vực tiền tuyến. Theo Insider, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS để thực hiện các cuộc tấn công vào sân bay Berdyansk và Luhansk, hai địa điểm do Nga kiểm soát. Theo đánh giá ban đầu do Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra, cuộc tấn công khiến Nga mất 9 máy bay trực thăng, một bệ phóng phòng không, một số phương tiện và kho đạn. Trong bản cập nhật tình báo ngày 20 tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng 9 chiếc trực thăng đã bị phá hủy tại Berdyansk và 5 chiếc khác tại Lugan. Và nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng trực thăng đóng vai trò rất quan trọng đối với Nga trong việc chống lại cuộc phản công đang diễn ra ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết sân bay Berdyansk là căn cứ hoạt động tiền phương rất quan trọng của Nga, cung cấp khả năng hậu cần, tấn công và phòng thủ cho các lực lượng Nga ở trục phía Nam Ukraine. Đây cũng là hướng tấn công chính của Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm nay. Mục tiêu của Kiev dọc theo trục này là tiến ra biển Azov nhằm cắt đứt và làm gián đoạn các tuyến liên lạc tiếp tế giữa các khu vực do Nga kiểm soát bản cập nhật tình báo của anh cho biết nếu tất cả thiệt hại từ cuộc tấn công bằng tên lửa atacms được xác nhận rất có thể những tổn thất này sẽ ảnh hưởng đến khả năng của nga trong việc phòng thủ và tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo trên hướng này bộ quốc phòng anh cho biết thêm với tình trạng khó khăn trong hoạt động sản xuất quân sự của nga hiện nay Bất kỳ máy bay nào bị mất sẽ rất khó được thay thế trong thời gian ngắn và trung hạn. Sự mất mắt này cũng có thể tạo thêm áp lực lên các phi công Nga và những chiếc máy bay còn lại đang phải kiệt sức trong chiến đấu và bảo trì do chiến dịch quân sự kéo dài. Sức mạnh không quân của Nga đã ảnh hưởng không nhỏ kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Theo Oryx, Moscow đã mất ít nhất 93 máy bay các loại, 115 trực thăng cùng với hàng trăm máy bay không người lái bộ quốc phòng anh cho biết các cuộc tấn công bằng atacms của ukraine có thể buộc nga phải rút các căn cứ cũng như sở chỉ huy xa tiền tuyến hơn điều này sẽ gây khó khăn cho công tác hậu cần nga đã từng phải làm điều này trước đây khi ukraine nhận được các loại vũ khí tấn công tầm xa của phương tây Việc chuyển giao hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ vào năm ngoái đã làm tăng phạm vi hỏa lực của Ukraine, buộc Nga phải di rời các kho đạn dược, sở chỉ huy, hệ thống phòng không và các trung tâm hậu cần quan trọng ra khỏi tầm bắn của vũ khí này. Tên lửa Storm Shadow của Anh và SCALP EZ của Pháp cũng có tác động tương tự. Phần lớn hạm đội biển đen của Nga đã rút khỏi Sevastopol sau cuộc tấn công của Ukraine vào hồi tháng 9 nhằm vào một xưởng sửa chữa tàu. Ukraine từ lâu đã mong muốn sở hữu tên lửa ATACMS bởi tầm bắn của nó gấp đôi so với tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Kiev. Một nguồn tin tiết lộ với Insider rằng Ukraine đã sử dụng biến thể tên lửa M-39 trong cuộc tấn công ngày 17 tháng 10. M-39 là biến thể sử dụng đạn chùm có tầm bắn lên đến 165 km, được trang bị 950 quả bom sát thương hoặc bom con APAM M-74, những quả bom con sẽ phân tán trên một khu vực rộng lớn. Theo chuyên gia quân sự Dmitry Konet, Ukraine sử dụng ATACMS không những tấn công các căn cứ ở tiền phương của Nga, mà còn có thể hỗ trợ các cuộc phản công ở mặt trận Đông Nam Ukraine. Chuyên gia Konet cho rằng ATACMS đã đặt ra mối đe dọa mới đối với các lực lượng không quân Nga ở gần chiến tuyến, do đó họ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện tác chiến mới. Việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS tấn công vào các sân bay giã chiến dành cho trực thăng Nga đã cho thấy rõ mục tiêu của họ tên lửa ATACMS mang đầu đạn trùm hoàn toàn có thể vô hiệu hóa cùng một lúc nhiều máy bay hay kho bãi hỗ trợ hậu cần, ông Konev nhấn mạnh. Để tránh những thiệt hại do ATACMS, buộc Nga phải di chuyển căn cứ ra xa vùng chiến sự. Vì vậy, khả năng hỗ trợ từ trên không cho bộ binh Nga sẽ giảm hoặc bị hạn chế so với trước đây. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Nga cũng lưu ý rằng thứ vũ khí được xem là thần kỳ sẽ không tồn tại và ATACMS sẽ không thể thay đổi được cục diện cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Nga đang mở một đợt tiến công mới tại thành phố Adika ở tiền tuyến miền đông. Ukraine thất thoát một phần ba số hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội. Tướng Valery Jaluni, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang gia tăng sức ép tại trào lửa Adika ở miền đông, trong khi quân đội Ukraine có một số bước tiến ở miền nam. Đối phương đang gia tăng sức ép nhằm xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng ta và bao vây Adika. Một lượng lớn xe bọc thép, máy bay và pháo binh đã được đối thủ triển khai, ông Jaluni nói. Theo báo cáo của lực lượng tác chiến miền Nam Ukraine, Nga đang liên tục thực hiện các cuộc tiến công nhằm giành quyền kiểm soát hai thành phố Adika và Kupian. Lực lượng của chúng tôi ở Kupian đang duy trì trạng thái phòng thủ trong điều kiện khó khăn nhất, ông Jaluni nói thêm. Tại miền Nam, quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhất định theo hướng biển Azov. Lực lượng Ukraine đã tiến thêm được 400 mét về phía tây nam làng Verbovi, vùng Japorizhia. Ukraine thất thoát 1 phần 3 hàng viện trợ nhân đạo cho quân đội. Tờ Kiev Independent cho biết, 1 phần 3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo quyên góp cho quân đội Ukraine trong năm qua đã không tới được mục tiêu cần thiết. Theo báo cáo của Hải quan và Bộ Quốc phòng Ukraine, đã có 9.000 chuyến hàng viện trợ nhân đạo được gửi tới 200 quân đơn vị trong năm 2023. Tuy vậy, họ vẫn không thể tìm ra được tung tích của 3.000 chuyến hàng trong số này. Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây yêu cầu Kiev nhanh chóng loại bỏ tình trạng tham nhũng và minh bạch hơn với viện trợ nước ngoài. Đầu năm nay, Hải quan Ukraine từng ghi nhận 653 trường hợp hàng viện trợ nhân đạo quân sự bị thất thoát. Các lô hàng mất tích bao gồm áo giáp, kính nhìn đêm, UAV và xe quân sự. Đức thông báo đã thực hiện một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong tuần qua. Cụ thể, Kiev đã nhận được 40 UAV, 6 xe công binh, 13 xe tuần tra và gần 3.900 quả đạn pháo khói DM-125. Bên cạnh đó, 3 pháo phòng không tự hành Gepard cũng được chuyển giao trong đợt viện trợ này. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Đức dự kiến sẽ công bố một gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm tổ hợp phòng không Patriot, hệ thống phòng không Aristi mới, pháo phòng không Gepard và đạn dược. Ông Biden tuyên bố thành công của Ukraine, Israel có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tổng thống Joe Biden tin rằng sự thành công của Ukraine và Israel có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tôi biết những xung đột này có vẻ xa vời, thật tự nhiên khi đặt câu hỏi tại sao những diễn biến này lại quan trọng đối với mỹ sự thành công của israel và ukraine rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta ông biden viết trên mạng xã hội và nhấn mạnh rằng nếu hamas và quân nga không phải trả giá sẽ có nhiều sự tàn phá và đổ máu hơn nữa cùng ngày tổng thống joe biden thảo luận về cuộc xung đột israel hamas với hàng loạt lãnh đạo phương tây trong bối cảnh theo avi tăng cường tấn công giải gaza theo thông báo từ Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 10, Tổng thống Biden đã có cuộc trao đổi quan trọng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết ủng hộ đối với Israel và quyền tự vệ của nước này, đồng thời kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trong đó có việc bảo vệ dân thường số phận các công dân phương tây bị mắc kẹt trong cuộc xung đột israel hamas cũng là chủ đề được thảo luận ngoài ra thông báo cho hay các lãnh đạo phương tây đã cam kết cùng hợp tác để đảm bảo khả năng tiếp cận bền vững và an toàn đối với nguồn thực phẩm nước uống dịch vụ y tế và các hỗ trợ cần thiết khác nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo họ cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để ngăn xung đột lan rộng, duy trì sự ổn định ở Trung Đông, hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài. Ông Biden đã gửi tới Quốc hội Mỹ yêu cầu tài trợ trị giá 105 tỷ USD cho Ukraine, Israel, Đài Loan, Trung Quốc và khu vực biên giới Mỹ. Theo đó, Ukraine sẽ nhận khoảng 61,4 tỷ USD, trong khi Israel sẽ nhận được 10,6 tỷ USD. Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này đã nhận được 22,2 tỷ euro, tương đương với 23,54 tỷ USD, viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu-EU kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Bộ trên thông báo chỉ riêng trong năm nay, EU đã dành 15 tỷ euro, khoảng 15,9 tỷ USD để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô. Trước đó cùng ngày, Ukraine đã tiếp nhận đợt viện trợ thứ 9 theo MFA với số tiền là 1,5 tỷ euro, khoảng 1,59 tỷ USD. Cuối năm nay, khối 27 quốc gia thành viên dự kiến sẽ tiến hành thêm hai đợt viện trợ trị giá 3 tỷ euro, khoảng 3,18 tỷ USD theo chương trình này. Trước đó, ngày 20 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đề xuất quốc hội nước này gói ngân sách an ninh trị giá gần 106 tỷ USD, chủ yếu trong đó nhằm viện trợ cho Ukraine và Israel. Cụ thể, Nhà Trắng muốn cung cấp thêm cho Ukraine 61 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Sputnik, lời kêu gọi tăng viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel của Tổng thống Biden có thể gặp phải sự phản đối từ Quốc hội Mỹ do ngân sách liên bang đang cạn kiệt. Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy thâm hụt của chính phủ đã đạt hơn 2.000 tỷ USD, tăng từ 1.677 tỷ USD một năm trước đó, tương đương với mức tăng là 23%. Ukraine thông báo các đơn vị quân sự của Nga đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật trên không phức tạp để nhắm vào các mục tiêu ở phía nam. Trong một thông báo, Natalia Homeniuk, người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam của Ukraine cho biết, trọng tâm chính của quân đội Nga đã chuyển sang các chiến dịch trên không. Bà Natalia Homeniuk giải thích, các đơn vị của quân đội Nga đang sử dụng một loại vũ khí, trong đó có các tên lửa đất đối đất, tên lửa phòng không và đạn dẫn đường chính xác để nhắm vào các khu vực cả trên tiền tuyến và các vị trí xa hơn. Họ đang sử dụng các phương tiện không chiến thuật, tên lửa phóng từ mặt đất và các tên lửa phòng không. Đặc biệt, một chiến thuật phức tạp với các hình thức tấn công khác nhau đã được sử dụng, bà Natalia Homeniuk cho hay. Theo bà, gần như đồng thời, các phương tiện trên không đã phóng cả bom dẫn đường trên không ở tiền tuyến và tên lửa hành trình X-59 nhắm vào các vùng lãnh thổ sâu hơn, cũng như tấn công bằng các UAV. Bà chỉ ra việc phóng đồng thời bom dẫn đường trên không và tên lửa hành trình là chiến thuật chưa từng được triển khai trước đó. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch phía Nam của Ukraine cũng nhấn mạnh các lực lượng của Nga đang triển khai các UAV tấn công với mục đích áp đảo các hệ thống phòng không. Vào ngày 20 và 21 tháng 10, các lực lượng của Nga đã phóng tên lửa và UAV vào khu vực Karibirit ở Dnipropetrovsk, gây tổn thất lớn cho các cơ sở hạ tầng của khu vực. Các lực lượng Nga đã tích hợp việc sử dụng bom dẫn đường trên không trong các chiến dịch gần thị trấn Adika ở khu vực Donetsk. Tuy nhiên, mức độ tấn công đã giảm bớt. Oleksandr Stupul, người phát ngôn nhóm Taria của Ukraine cho hay, dù vậy ông Oleksandr Stupul nhấn mạnh việc giảm bớt cường độ tấn công không có nghĩa là Nga từ bỏ mục tiêu giành lại Adika. Các lực lượng của Ukraine vẫn đối mặt với sức ép liên tục từ phía Moscow để phòng thủ thị trấn này. Giới quan sát cho rằng, khác với giai đoạn đầu xung đột, hiện nay Nga đã thay đổi chiến thuật và tiến hành các cuộc tấn công trên không tinh vi hơn, phối hợp với các lực lượng mặt đất. Sự thay đổi này giúp họ giảm bớt tổn thất về trang thiết bị trong cuộc xung đột. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.